Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video demo giới thiệu với anh em mấy cái món hàng mới về, những cái món hàng đang rã và một vài cái món hàng của anh em dặn nhé. Trên video này thì nó lung tinh các thứ lắm. Đầu tiên thì Trung giới thiệu với anh em hai cái con động cơ mới về đó nhé, chứ không phải là động cơ mới tinh đâu, động cơ mới về cắt xong rồi. Lên báo tên tuổi xem anh em có đúng nhu cầu sử dụng không nhé. Komatsu 4D94 đời chữ 2 nhé. Con này thì nhìn thấy nó cũng khá là liền đồ đây. 4D94 khá là quen thuộc luôn. Đây xương hàng ngoài này. Lóc này. Cốt nó chế bơm đầu hay gì đây. Còn khá là liền đồ. Nắp cò dằn còn sạch sẽ nha. Nó không có phản ánh được nhiều về cái chất lượng máy nhưng mà cũng còn tương đối sạch sẽ. Rồi, một con động cơ như vậy. Con này ông anh ở Long Xuyên chốt rồi này. Con 395 này. Con này thì tí video sau Trung làm video test nha. Tối hôm qua câu ống câu dầu các thứ ok hết rồi mà tối quá thì Trung ngừng lại không có làm. Sẵn đây Trung báo tình trạng của con motor nhé. Anh em bảo là mở ra là không có motor còn ok thì gửi cho anh em, nhưng mà con này con motor thì không ok rồi nhé, chắc là không gửi được rồi, bán xác thôi. Này bên thứ ba quá nhiệt rồi này. Cái bon thứ ba đấy, cái bon bìa này. Con này thì 2B/4 bình thường nhé nè. 5 ngựa 2B/4 37kW đấy. Mở nắp ra. Cái bon bìa của nó nám này nè. Một là rớt pha, hai là quá tải. Mấy cái bon trong thì nó không bị, bon trong dây nó còn vàng này. Mà cỡ nào thì cũng gọi là chậm rồi. Cỡ này thì chạy là không an toàn nữa đâu. Chắc là còn chạy luôn đấy nhưng mà nó không an toàn nữa đâu. Nó quá nhiệt thì nó có thể nó mất cách ly thì rất là nguy hiểm nha. Xem như là motor xác rồi nhé này. Motor xác rồi đấy. Con motor 5 ngựa. Không bàn giao được rồi. Cái dàn chân xe cuốc thì đang cắt ra để chuẩn bị giao đùi cho anh em khách Thái Bình đây. Cái dàn chân như vậy nha. Tháo ra đến ông đoạn này rồi. Thừa ngăn kéo này. Thừa cái bộ cần này. Còn vài chi tiết nữa. Thùng dầu, thùng nhớt gì đấy. Anh em có cần gì thì yêu cầu món gì thì Trung làm video chi tiết hơn nhé. Thêm một cái con động cơ. Động cơ con này thì nhìn khá là đẹp nhé. Khá là đẹp. Komatsu 6D105-5 nhé. Con này đời cơ giới. Nó chạy trên cái tọt xe xúc đi. Nên nó có bơm hơi nhé. Con này nó đã lạ chỗ đấy đây. Này có bơm hơi nhé. Con này là không phải là đời xe cuốc mà đời xe xúc nên nó có bơm hơi nha. Lốc thì còn rất đẹp luôn mà dấu keo các te, dấu keo đầu trâu là có rồi nha. Đây tình trạng này có dấu keo này. Đây này. Có keo rồi nha. Tất nhiên là keo các te, keo đầu trâu là có rồi đấy. Ống kẹp bét các thứ là thẳng thớm hết này. Ngon lành. Tình trạng thì chưa biết, mù mờ chưa nổ luôn. Thấy đẹp đẹp thì mẫu luôn. Con này nó nồng, có một nồng bơm phụ nhé nè. Chân máy còn đầy đủ hết này. Nó chạy với một cái tọc phía sau, nó chạy máy bơm phía sau đây. Turbo Garrett này. Turbo sò lửa các thứ còn láng mịn hết. Thấy cũng tương đối ổn, tươm tắt. Một con 4D94, một con 6D105, còn một con 4D105 nữa. Chưa về đến, đang trong quá trình cắt nha. Rồi cái món cuối cùng là cây, còn cái món gì nữa nhỉ? Cẩu tra đây này, hộp số Isuzu.
hộp số Isuzu 93 nằm 93 hôm trước nằm trên con 93 Turbo đấy. Chỗ này thì khá là quen thuộc rồi, không có gì lạ hết. Hôm trước thì lúc mà cắt ra thì đẹp như mơ bảy màu luôn. Mắc mấy chục cái cơn mưa rồi đấy. Để ngoài trời như thế này nè. Mắc rất là nhiều cơn mưa rồi. Nay nhìn nó xuống màu nó xấu xấu một tí. Cái bộ mâm rùa qua xe cuốc đây. Mâm và rùa, cái mâm này thì nó khoảng 4 tấc mấy này, có rơ rồi nha. Đây nhảy xuống một ly mấy 2 ly rồi, ly mấy rồi. Có nhảy rồi nha. Đây nè, có rơ nha. Răng cỏ còn liền lạc này. Bộ này Trung sẽ lên một cái video riêng, motor vít cơ. Này. Con rùa của nó luôn đấy, bánh răng của nó này. Rã xong. Đây, bánh răng còn đứng cạnh ngon lành nha. Con rùa của nó tích hợp cân bằng đầy đủ nha. Cân bằng áp thắng nhất thừa gì đấy, nói chung là có hết trong đây. Mâm và rùa. Cái bộ công tắc của nó này. Một công tắc đơn này, hai tép một thận một nghịch nha. Một thận một nghịch thì trong đó có một cái lam với một cái bẻ cần thì đạp chân, còn lam thì kéo tay ninh. Hai cái vị trí của nó thận nghịch nha, đổ phía sau đổ phía trước. Trong hôm nào cũng gom lại mấy cái món này làm video một lượt luôn. Nguyên cái bộ tay trang của nó này, bộ tay trang phía trước thì chạy hai bơm nha. Còn cái con ngăn kéo này là con ngăn kéo phụ để có lam thôi, dàn chân nó này. Bộ xích xe tăng này anh em có đang xài ngay cái loại nó thì anh em xem thử nhé. Máy phát điện thì nhận cọc khách mấy hôm trước rồi. Cái bơm tổng của nó nữa này. Bốn lò 68 tí nữa Trung lên video nhé. Này nắng sáng rõ rồi, rất quay video rõ ràng anh em dễ nhìn hơn. Tối qua thì thử máy xong là tối mịt luôn nên Trung dừng, Trung không có test. Đây, còn mấy cái món hàng mới vậy. Còn hàng cũ đã đăng thì thôi linh tinh lung tung các thứ. Anh em có quan tâm đến món gì anh em alo nhé, hoặc là anh em có điện anh em thợ có đúng nhu cầu sử dụng hoặc là cần phụ tùng đầu món gì đấy thì anh em sắp xếp đến xem nhé. Đi ra mô cũ phát motor 40 ngựa, ngăn kéo siêu to khổng lồ rùa này, ngăn kéo này, bơm bê tông khổng lồ nữa này, cả đống công tắc ở trong đây luôn. Ngăn kéo công tắc gì, ngăn kéo thì bây giờ không tính khối nổi nữa mà tính tấn luôn. Rùa thì cũng bán bớt được vài con nhưng mà nó vẫn còn rùa đứng ấy. Rùa đứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng sơ sơ đây còn chục con nhé. Bên cái hệ đây là hệ đầu món, còn cái ngăn bên đây là cái ngăn động cơ. Đầu món thì lung tung thể loại trong đây nhé nè. Giả linh tinh lung tung thể loại lắm nên anh em những cái món như thế này là rất là khó view. Chỉ có khuyến khích anh em tiện đường ghé ngang xem thôi. Mấy cái mâm thì thôi còn là 1, 2, 3 cái, mấy mâm mét 3, mét 4. Rồi mấy 3 mấy 4 nói chung là còn mâm lớn là chính, mâm nhỏ hết rồi. Cái cậu đang ghét cho ông bạn đây. Tiên năng thì còn ti cỡ này đây. Bên kia 3 cái mâm. 4, 5, 6, 7, 8 này. 9, 10, 11, 12 cái. 13, 14. 15 cái, 16 cái này, nói chung cũng còn được số lượng đây, 16,
ở đây 1 2 3 4 đó 20, không biết còn chỗ nào nữa không. Còn ở bên trong đó 21, nói chung là còn chắc lót đáy gì linh tinh ở bên trong hết. Mấy cái chân tú cà tô dài sọc này 21 thầy. Lung tung thể loại hết anh em ạ. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng món nào thì anh em cứ alo nhé. Như Trung vừa nói, rất là khuyến khích anh em có điều kiện ghé ngang xem thử đồ đạc, đồ chế nhé. Hệ đồ chế thì nó không nhất định là cái món gì hết. Anh em nhìn thấy món nào vừa mắt hợp nhãn ngay việc thì anh em alo nhé. Hôm qua có anh em hỏi mấy con 8DC thì máy 8 thì Trung còn à. Trung còn một cái con ở trong đâu trong đây. Một con 8DC8 và một con 8DC11 nằm đây này. 8DC11 nằm đây này. F17 còn đây này. Máy 8 là còn máy 6 thì Trung còn 6 quy chai mới test này. Con kia heo láp Isuzu 6DM2, 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 6DR5, Hino, Hino tắc 24, rồi Hino và cái con gì ở trong đấy nữa không nhớ, cũng còn con máy 6 trong đấy nữa. 6105 này, 6105, Hino tắc 04, 6D10, 6D14, 6D15 hay cái gì đấy không nhớ nổi, còn 126, 123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 còn. Trong đây, đây con Nissan này. Nissan rồi cái gì đấy trong đây nữa. Đây cũng là máy 6 nữa này. 6 này, 6 này. Không nhớ hết nổi anh em. Anh em có yêu cầu đến đâu anh em alo đến đấy thì Trung lục lựa ra cái nào có video rồi thì Trung sẽ gửi link, cái nào chưa có video thì Trung sẽ làm video test nhé. Nói chung là tại vì Trung làm hệ rã nhiều thể loại nên không nhất định là cái món gì hết. Mỗi một loại thì Trung lại có một ít như vậy đây. Con tắc là 2 này. Tắc là 2 hôm trước anh em ở Quảng Ngãi gì để hỏi đấy mà. Sao mà hỏi linh tinh quá, không có rõ nữa. Hỏi về tôi hỏi cả đầu trâu ma mép các thứ thì không dành. Ráp đúng chuẩn thôi. 3 tấn 45, 4 tấn rưỡi gì đấy ráp là lắp đúng đầu trâu thôi. Còn hệ cầu xe thì hết rồi. Hệ cầu xe là coi xem như là hết rồi, còn mấy cây nó không có ngay cái hệ cái việc nào hết. Chung kết thúc video nhé anh em, chung cảm ơn anh em đã xem nhé. Video demo cái kiểu chung chung như thế này thì nó rất là dài luôn, rất là dài luôn. Con này thì bắt đĩa xong hết rồi này, bây giờ như lắp thước và lắp cốc nữa, lắp cốc lót sàn là xong, là xong cái con cẩu cho anh em cẩu bãi nhé, cẩu bãi chạy quanh quanh.